Hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách nấu mì gói ngon và đủ chất nhé. Nó cực kỳ đơn giản nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình đây là một gói mì gói này, một quả cà chua để cho nó bớt được cái mắm của mì, và ăn vào nó có vitamin, nó rất là mát. Tôm hoặc là thịt bò hoặc là bất kỳ loại thịt nào các bạn thích, và một quả trứng để ăn cho ngon miệng hơn, thêm ít hành lá cho đẹp mắt nhé. Trước tiên mình sẽ đun nước để mình trần mì tôm trước đã. Các bạn đun sôi một nồi nước lên nhé. Sau đó các bạn trần cho mì tôm nó mềm, rồi vớt mì tôm ra. Mì các bạn dùng loại nào cũng được nhé, có gia vị của mì tôm thì để lại. Trần này để cho bớt cái dầu chiên đi, cho bớt. Các bạn chỉ cần đun sủi trở lại thôi, rồi mình vớt mì ra và mình đổ cái nước này đi. Và các bạn dùng nước linh xương hoặc là nước lọc thông thường các bạn nấu lồi nước dùng nhé. Có nước hầm xương thì càng tốt, thì nấu càng ngon. Hôm nay nhà mình có ít nước hầm xương thì mình dùng luôn nước hầm xương để mình nấu mì. Đây nó sủi trở lại là nữa thì mình vớt cái mì này ra nhé. Tắt lên nhé. Vớt mì ra và để theo ráo nước nhé. Vớt ra như này mì sẽ giữ được cái độ dai, độ giòn nhé. Và bây giờ mình đổ cái nước này đi và cho nước đinh xương vào để mình nấu nước dùng. Cho nước linh xương vào như vậy, các bạn cắt quả cà chua ra, cắt mùi cau nhé, cho vào luôn. Cà chua cho vào này, thì các bạn cho mình luôn cái gói sốt gia vị nhé, của mì tôm vào nhé, để cho nó đúng vị của mì tôm gói nhé. Cho hết cái gói sốt này. Đợi cho cái nước này nó sôi lên thì các bạn cho trứng trần vào, cho trứng vào để mình trần nhé. Khi nó nước sôi sùng sục lên như vậy nhé, thì các bạn đặt cái thìa này vào, các bạn đổ quả trứng vào như này, các bạn cứ giữ như này nhé, để cho quả trứng của chúng ta nó trần nhé, cho nó chín này. Rồi bây giờ mình hất quả trứng xuống nhé. Trứng nó đã chín cái bề mặt ngoài rồi, hất xuống và vớt bớt cái bọt này đi. Và giờ các bạn cho mình con tôm vào. Con tôm thì mình đã hấp sơ rồi để cho nó hết cái mùi hôi rồi, à, mùi tanh của biển đấy, tôm biển mà. Mình hấp với gừng và xả rồi nó hết cái mùi tanh rồi. Giờ mình sẽ cho vào đây và các bạn đun thêm khoảng 2 đến 3 phút nữa, rồi cho cái phần nước dùng này với một ít hành lá rồi cho lên cái bát mì tôm không biết là được. Rất là đơn giản thôi, thì chúng ta có gói mì rất là đủ chất mà hết cái dầu chiên từ trong mì đi. Sau khi được như này rồi nhé, thì các bạn sẽ cắt cho mình những hành lá vào luôn. Cắt cho mình mấy thành lá vào luôn như vậy. Đảo đều lên. Tắt bếp và đổ vào cái bát mì tôm. Bây giờ mình sẽ xếp đồ lên cái bát mì, sau mình đổ cái nước lên nhé. Chủ yếu hôm nay là cái ăn mì tôm, con tôm này nó rất là to. Và mình thích ăn trứng với mì tôm nên mình cho thêm một quả trứng như vậy. Cà chua cho nó giảm cái vị nóng đi, có vị chua chua ngọt ngọt. Và chúng ta đổ cái nước dùng này lên. Đấy, thì mì nó sẽ không hề bị lát nha các bạn nhé, khi mà chúng ta nấu theo cái cách này. Cực kỳ hấp dẫn luôn ạ. Và giờ mình sẽ đi thưởng thức nhé. Cái nước dùng cực kỳ ngọt và ngon ạ.
Mì tôm thì chua chua ngọt ngọt. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào các bạn.